Ngày 10 tháng 10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn lãnh đạo huyện Tri Tôn đến thăm và tặng quà chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Tà Bạ, Gia Sòi So, xã Núi Tôn. Tại mỗi chùa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm ghi nhận những đóng góp của nhà chùa và bà con Khmer trong sự phát triển chung của huyện, nhất là trong việc chỉnh trang phun sóc, xây dựng đường giao thông. Chúc các vị sư sãi, ta à cha và bà con Phật tử đón lễ Sen Đôn Ta an lành hạnh phúc. Mong muốn nhà chùa tiếp tục vận động bà con Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong phun sóc. Ngày 14 tháng 10 tới, huyện Tri Tôn sẽ phối hợp tổ chức hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang mừng lễ Sen Đôn Ta năm 2023. Các chùa Khmer cần tiếp tục chỉnh trang khuôn viên sáng xanh sạch đẹp để tạo điểm nhấn check-in khi có đông lượng khách đến giới Tri Tôn. Hòa thượng Chay Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì chùa Xoài So và Hòa thượng Châu Sưng trụ trì chùa Tà Bạ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt cho chùa trong các hoạt động. Các chùa sẽ tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với bà con dân tộc thiểu số Khmer trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hôm qua, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K-54 và súng tiểu liên AK cho các đối tượng năm 2023. Theo đó, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp giữ chức chỉ huy thực hành kiểm tra bắn súng ngắn K-54 bài 1 và 1B, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1. Trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật, từng đồng chí được quán triệt hướng dẫn cụ thể từng nội dung các bài bắn. Do làm tốt công tác chuẩn bị và được huấn luyện nghiêm túc nên kiểm tra bắn đạn thật đạt yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra, 100% cán bộ chiến sĩ đều hoàn thành tốt các nội dung, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên và Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức đoàn tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra chung cư, nhà ở xã hội, khu dân cư Bắc Hà Quang Hổ, phường Mỹ Hòa và chung cư nhà ở Mây Đức Thành, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Nội dung kiểm tra bao gồm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo quy định. Trong đó, tập trung kiểm tra, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, việc duy trì các điều kiện về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, bố trí sắp xếp đồ dùng, vật dụng, phương tiện như ô tô, xe máy, hàng hóa kinh doanh trong nhà, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, ngăn cháy lan, tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý sự cố khi mới phát sinh, trang bị hệ thống thiết bị báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, bình chữa cháy xách tay phù hợp với quy mô tính chất của công trình. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại theo lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cấp phép cư trú, điện để có các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn phù hợp. Kiểm tra hướng dẫn công tác quản lý hoạt động xây dựng, cải tạo chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật, v.v.